là dân Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa. Dân Chúa ở trong thời Cựu Ước á, Israel. Nhưng mà giáo hội này là dân Thiên Chúa ngày hôm nay. Thế thì bài học mà dân Chúa trong Cựu Ước đã trải qua cũng phải là bài học cho chúng ta. Có nghĩa là mình đừng có cậy dựa vào sức mạnh thế gian. Cũng lại sức mạnh quân sự, cũng lại sức mạnh kinh tế. Giáo hội cũng vẫn bị cám dỗ như vậy thôi. Mà có gì bảo đảm chắc chắn đâu. Thế bây giờ các anh chị nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam của mình nhé. Trước năm 1975 là chúng ta giàu lắm ấy chứ. Hả không? Hình như là mình có cả khách sạn để kinh tài ấy chứ. Mình có cả ngân hàng đấy. Mình có biết bao nhiêu là trường học. Biết bao nhiêu là bệnh viện. Và lúc đó về mặt xã hội với chính trị đó, hình như là các cha là oanh liệt lắm đấy. Có những cha ở những vùng mà cả tỉnh trưởng cũng sợ đấy. Nhưng mà có cái gì bảo đảm không? Hay là đến năm 1975 thì trắng mắt rồi. Và lúc bây giờ lại còn sợ chứ. Chính một giám mục tôi nghe Ngài nói, giây phút này mới thấy những cơ sở vật chất mà chúng ta có lại trở thành gánh nặng cho mình. Sợ. Không có gì bảo đảm hết. Sức mạnh của hội thánh không phải ở cái này. Không phải là ở sức mạnh thế gian. Mà sức mạnh của hội thánh là ở nơi Thiên Chúa. Là ở nơi Thiên Chúa. Nói như vậy thì nó trừu tượng quá. Nhưng mà nếu thực sự tất cả chúng ta trong hội thánh đặt sức mạnh của hội thánh là ở nơi Chúa, có nghĩa là mọi thành phần trong hội thánh trung thành với đời sống cầu nguyện, trung thành với đời sống lắng nghe và sống lời Chúa. Đấy, sức mạnh của chúng ta nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mọi người trong hội thánh cứ trung thành với việc cầu nguyện, trung thành lắng nghe và sống lời Chúa, thì hội thánh mới có sức mạnh đích thực, chứ không phải là ở những cái gì bên ngoài. Đọc sách Các Vua là tôi rút ra được cái bài học này rất lớn. Nhưng mà có điều thú thật đó, là mình có thể nhớ cái bài học này ở trong đầu, nhưng mà trái tim nó chưa nhớ. Thế cho nên là nhớ xong rồi nó lại quên. Nhớ xong rồi vẫn lại đi vào lối cũ thôi. Có một số bài viết ở trên Internet đó, người ta bắt đầu cảnh giác giáo hội Việt Nam chúng ta rằng bây giờ giáo hội của mình lại dần dần giàu có. Bởi vì người ta nghe nói đến chuyện xây nhà thờ Việt Nam quá sức là nhiều. Kể cả những ngôi nhà thờ còn rất tốt, nhưng mà vì muốn cho nó đẹp hơn cho nên làm lại. Người ta bắt đầu nói đến chuyện là giáo hội lại rơi vào cái cơn cám dỗ giàu có. Đấy cũng là điều khiến ta phải suy nghĩ. Cho nên là tôi mới nói bài học này thì mình hiểu, nhưng mà mới nhớ trong cái đầu mà không có nhớ bằng trái tim được. Cho nên tới tới lui lui rồi cũng phạm lại. Bao nhiêu lần trong lịch sử rồi. Bài học thứ hai cũng rất lớn. Khi ta đọc sách Các Vua, ta có thể rút ra. Đó là cái mối nguy hiểm của quyền lực, của của cải, của sắc dục. Rất nguy hiểm.
cả lớp đọc sách các vua thì ta cứ nhớ một vài khuôn mặt điển hình. Vua David nhé, thánh thiện đạo đức quá sức, phải không? Thánh vương David cơ mà, tốt lành quá sức. Nhưng mà rồi ngài cũng không vượt qua được cái cửa ải mỹ nhân, vấn đề sắc dục. Mà rồi khi ngài rơi vào cái lỗi lầm đó, thì ta đọc sách các vua ta thấy không? Tôi có phân tích một lần đấy, gọi là mối tội đầu á. Tức là từ cái tội này nó dẫn đến tội khác. Khi đã vướng vào cái tội sắc dục rồi, thì sau đó là ông ấy gian dối cả với Chúa nữa. Rồi không chỉ gian dối mà thôi, mà đến chỗ giết người. Và là giết một trung thần, giết một vị tướng đã hiến thân cho đất nước, cho triều đại của mình. Và kết quả rất là bi đát, hình phạt mà David phải đón chịu. Một vị vua tuyệt vời, mẫu mực, thế mà cuối cùng cũng không vượt qua được. Mà quả thực, cái kinh nghiệm của David đó, nó là kinh nghiệm của tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng một trong những cái tội mà trong tòa giải tội mà các linh mục thường nghe nhất thì là điều năm thứ sáu thôi. Đó là cái thực tế của con người. Cơn cám dỗ thường xuyên, nhất là trong thời đại của chúng ta. Để tự nhiên con người đã thấy vất vả rồi, mà thời đại này thì người ta dùng đủ thứ phương tiện truyền thông để làm cho nó hấp dẫn hơn nữa, cho nên lại càng vất vả hơn. Một khuôn mặt thứ hai là Salomon. Vua Salomon cũng có một khởi đầu hết sức là tốt đẹp. Có ai lên làm vua mà có thể cầu xin với Chúa rằng: lạy Chúa, con không xin giàu có, con không xin của cải, con chỉ xin Chúa cho con một tâm hồn biết lắng nghe. Tốt lành quá sức. Không biết có ông tổng thống, ông chủ tịch nước nào cái ngày mà nhậm chức tức mà âm thầm mà cầu xin như thế thì nhất rồi. Ông tốt thật. Thế mà rồi cuối cùng, khi có quyền lực rồi, khi có của cải nhiều rồi, rồi lại bao nhiêu bà vợ nữa, đọc ở trong Thánh Kinh thấy biết bao nhiêu là bà. Cứ dần dần là cứ sa sút xuống, dần dần sa sút xuống. Không còn thấy Chúa đâu hết. Để rồi cuối đời của Salomon đó cũng là đánh dấu cho sự đi xuống của một triều đại, và hơn nữa của cả một dòng dõi David. Mà khi ta đọc những câu chuyện đó không phải chỉ là để biết sử đâu, mà tôi nghĩ là ta cần rút ra một bài học là quyền lực, của cải, sắc dục, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Tôi gọi cái mối nguy hiểm này bằng cái từ của một nhà văn Việt Nam, ông ấy gọi là vũng lầy êm ái. Tên rất là dễ thương và gợi hình. Nó là vũng lầy, nhưng mà nó êm ái. Mình nằm ở trên bùn thì nó đâu có đau lưng bằng nằm ở trên đất, đúng không? Nằm ở trên đá sỏi, êm ái lắm. Nhưng mà nó là bùn, nó là vũng lầy. Và quả thật các anh chị nhìn lại lịch sử của giáo hội đó. Bây giờ mình cứ nói thật với nhau thế này. Có phải là khi chúng ta bị bắt bớ và bách hại thì giáo hội yếu đi không? Hay là chính khi chúng ta được tự do quá, thoải mái quá và sống giàu sang phú quý quá thì chúng ta yếu đi? À, hãy cứ nhìn lại lịch sử giáo hội xem. Nhiều khi chính cái giai đoạn mà bị bắt bớ và bị bách hại lại là giai đoạn mà giáo hội mạnh. Sống đức tin rất mãnh liệt,
chấp nhận mọi đau khổ, mọi gian khó. Nhưng mà đến khi được tự do rồi, được thoải mái rồi, thì là bắt đầu sa sút. Vũng lầy êm ái là có lý lắm chứ không phải không? Thành thử ra ở đây, ta nhớ lại bài học mà Chúa Giêsu đã nhắc mình lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn còn cần thiết. Đó là Chúa Giêsu nói, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Phải tỉnh là bởi vì thế này, chẳng hạn như bây giờ, khi mà các anh chị và tôi sống ở trong hội thánh, mà hội thánh của mình bị bắt bớ, bị bách hại đó, thì mình thấy rõ kẻ thù đang tấn công, đúng không? Còn khi mà ta được tự do và thoải mái đó, tiền bạc này, quyền lực này, rồi những quyến rũ khác này, mình đâu cảm thấy đấy là kẻ thù. Bạn chí thân đấy nhé. Bạn chí thân. Mà nó giúp mình làm được nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải tỉnh lắm á, thì mới có thể nhận ra được trong những gì rất êm ái nhẹ nhàng đấy lại là mối nguy hiểm, lại là cơn cám dỗ. Phải tỉnh lắm, tỉnh thức và cầu nguyện mới nhận diện ra được. Mình buông lơi đời sống cầu nguyện, đánh mất sự tỉnh thức là lập tức là bị mê muội ngay. Và giả như là có một lúc nào đó mà chúng ta lỡ sa ngã